Top 10 người đẹp được yêu thích nhất trong phim cổ trang. Triệu Lộ Tư đứng thứ 5, cô là nhà vô địch ngoài những nữ hoàng rating của phim cổ trang năm 2024 như Triệu Lệ Dĩnh trong Phượng Hoàng Đi Bổ, Dương Nghịch trong Fox Fairy Matchmaker, Red Moon, Dương Tử trong mùa thứ 2 của Sauvignon Blanc. Còn có một số lượng lớn các nữ thần trang phục trên đường đi. Ví dụ, Trang Dinh Nhi của 95 Flower gần đây có Hoa Yêu Quý, Triệu Lộ Tư có Bức Màn Ngọc Trai và Bức Màn Ngọc, và chú Ye có Red Moon Cantabile. Cư dân mạng cũng đang thảo luận về top 10 vẻ đẹp trang phục được yêu thích nhất trong các bộ phim truyền hình cổ trang năm 2024. Si Hoa Di, Trang Dinh Nhi không có trong top 10, Triệu Lộ Tư đứng thứ 5, Yang Mi đứng thứ 2, và cô ấy là nhà vô địch. Top 10, đánh giá trực tuyến vẻ đẹp trang phục được yêu thích nhất trong phim truyền hình cổ trang năm 2024, The Golden Moon Cantabile của Chu Ye. Những năm đầu, Chu Diệp bị đánh giá là diễn viên diễn xuất tệ với đường nét khuôn mặt rất tốt. Nhưng những năm gần đây, kỹ năng diễn xuất của Chu Diệp đã tiến bộ hơn, khiến cô trông rất xinh đẹp trong mọi loại trang phục cổ trang. Dù đã trang điểm theo nhiều phong cách kỳ lạ khác nhau của Vu Chính trong The Dark Fragrance năm ngoái, nhưng cô vẫn xinh đẹp. Bộ phim truyền hình mới Ginger Rat của Chu Ye được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Nữ Tướng Quân. Chu Diệp sẽ vào vai tướng quân He Yan cải trang thành nam giới. Vì nhân vật là một vị tướng ăn mặc như nam giới nên trong Ginger Rat cũng có rất nhiều kiểu áo giáp dành cho nam giới. Chu Diệp trong trang phục nam nhân đầy anh hùng, trang phục nữ lại đẹp đến mức khiến người ta sáng mắt. Châu cũng là một nữ diễn viên phim truyền hình Trung Quốc được nhiều cư dân mạng đặt cược. Mọi người đều lạc quan rằng cô có thể trở thành ngôi sao giao thông. Top 9, đánh giá trực tuyến về vẻ đẹp trang phục được yêu thích nhất của bộ phim cổ trang năm 2024 Tang Nhan, Niên Ủ Xuông. Bộ phim Hoa vào đầu năm 2024 sẽ đưa Đường Yên trở lại trong mắt công chúng. Diễn xuất của Đường Yên trong Hoa được đánh giá cao và mọi người đều mong chờ vai chính tiếp theo của Đường Yên trong truyện cổ tích Niên Vô Song. Đây là lần đầu tiên Đường Yên đóng vai nữ chính trong phim cổ tích kể từ khi ra mắt, hợp tác với Lưu Tuyết Di, nhưng phong cách của Đường Yên lại bị chê bai. Cư dân mạng cho rằng phong cách trong Niên Ủ Xuông quá đơn giản, trong khi Đường Yên lại phù hợp với phong cách tươi sáng như Hoa hơn, còn kiểu tóc quá sát da đầu được cho là không mang lại vẻ đẹp của Đường Yên ra ngoài, và thay vào đó cô ấy trông lỗi thời. Tôi không biết liệu những ngoại hình khác có tốt hơn sau khi nó được phát sóng hay không. Tang Nhan sẽ đóng vai nữ thần Ji Tan Yin trong Niên Ủ Xuông, và cô sẽ có mối quan hệ bạo dâm với nàng tiên cáo do Liu Suy thủ vai. Top 8, đánh giá trực tuyến về vẻ đẹp trang phục trong các bộ phim truyền hình cổ trang năm 2024. Ngôi sao đêm vĩnh cửu của Ngô Thư Hân. Ngoại hình của Ngô Thư Hân trong Eternal Night Galaxy cũng siêu đẹp. Đây là một trong những IP trang phục cổ trang nổi tiếng tiếp theo, với sự tham gia của Ngô Thư Hân và Đinh Yu Si giống như Căng Lan Du, bộ phim do nhóm Stellar Gravity sản xuất. Phong cách ăn mặc cũng có phần giống nhau, đều mang phong cách huyền ảo phương Đông, khiến Ngô Thư Hân trông rất ngọt ngào và dễ thương. Thiên Hà Đêm Vĩnh Cửu được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Cẩm Nang Chiến Lược Hoa Sen Đen. Tác phẩm gốc lấy bối cảnh Du Hành Sách kể về câu chuyện của Linh Miêu Miêu, một nữ sinh viên khoa toán, người vô tình du hành vào cuốn tiểu thuyết giả tưởng đẫm máu, bắt quái vật và trở thành Linh Yêu, nữ bia đỡ đạn mà cô ghét nhất, bị buộc phải hoàn thành một nhiệm vụ đẫm máu xúi dục mối quan hệ giữa nam và nữ chính và tấn công những kẻ tàn nhẫn và tàn nhẫn. Nam chính Yander Black Lotus, Mơ U Sâm, tuy nhiên, nam chính Black Lotus lại bắt đầu quan tâm đến cô ấy. Đinh Yu Si và Ngô Thư Hân đều có thể phù hợp với vai diễn này. Top 7, đánh giá trực tuyến, vẻ đẹp trang phục được yêu thích nhất trong các bộ phim cổ trang năm 2024, Fox Fairy Matchmaker, King Power của Lee Yi Tong. Hai bộ phim truyền hình cổ trang sắp ra mắt của Lee Yi Tong, Fox Fairy Matchmaker, King Power và Yun Siêu Sinh đều siêu đẹp. Trong số đó, bộ truyện được nhắc đến nhiều nhất là bộ truyện Fox Fairy Little Matchmaker. Giống như Căng Lan Du, bộ truyện này được sản xuất bởi lực hấp dẫn của sao và trang điểm rất mộng mơ. Lee Yi Tong đặc biệt thích hợp với trang phục cổ trang, trang điểm trong Fox Fairy Matchmaker, King Power, theo phong cách huyền ảo, vẻ ngoài đặc biệt xinh đẹp. Hơn nữa,
Lee Yi-tong đóng cặp với thần phục cổ trang Cheng Yi trong bộ phim này được nhiều khán giả đánh giá là ăn khách. Chủ đề này chắc chắn là không thể tránh khỏi. TOP 6, review trực tuyến, vẻ đẹp trang phục, được yêu thích nhất trong phim cổ trang năm 2024, The One Come To Life, của Cảnh Điềm. Cảnh Thiên giành được vị trí thứ 6. For Si Chung Minh, có sự tham gia của Trinh Tiên và Trang Linh Ghê, được chuyển thể từ tiểu thuyết I Have Three Long Áo Thiên Bamboo Horses, của Yi Dai-sui. Đây là một bộ phim truyền hình cổ tích. Nó kể về câu chuyện của Nan Yan, một bác sĩ kỳ lạ yêu thích nông nghiệp nhưng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dấn thân vào con đường trường sinh bất tử. Anh và vị hoàng đế che giấu danh tính của mình đã tạo ra một ổ khóa đồng tâm. Một cuộc hôn nhân, trang phục của Cảnh Điềm vẫn đẹp, nhưng không biết cô ấy và Trương Linh Hà có hợp nhau không? Điểm CP của nhân vật chính trong phim cổ trang rất quan trọng, nhưng tôi sợ rằng họ sẽ giống như anh chị em khi đóng cặp với nhau. Hy vọng Si Hai Minh Minh có thể đảo ngược đánh giá của khán giả. TOP 5, đánh giá trực tuyến, vẻ đẹp trang phục, được yêu thích nhất trong phim truyền hình cổ trang năm 2024, Bức Màn Ngọc Trai và Bức Màn Ngọc của Triệu Lộ Tư. Sau bộ phim cổ tích The Hidden God của Triệu Lộ Tư, cô đảm nhận vai Lưu Yu Ninh trong bộ phim cổ trang Bức Màn Ngọc Trai. Cả hai đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau trong Long Song Sinh. Giờ đây họ lại hợp tác nên không cần phải lo lắng về tia lửa. Bức Màn Ngọc Trai và Bức Màn Ngọc lấy bối cảnh thời nhà Đường và là một bộ phim kinh doanh với nhân vật nữ chính Triệu Lộ Tư trang điểm rất đẹp. Trước đây, bộ đồ đường của Triệu Lộ Tư trong Long Song Sinh rất đẹp. Lần này, phong cách trong Bức Màn Ngọc Trai và Bức Màn Ngọc cũng khá tươi sáng và sang trọng, đặc biệt phù hợp với bộ đồ đường. Triệu Lộ Tư vào vai cô gái đi kiếm ngọc Dragon Boat Festival trong Bức Màn Ngọc Trai và Bức Màn Ngọc. Cô trốn thoát khỏi bãi ngọc để tránh bị xúc phạm và gia nhập đoàn lữ hành của thương gia Yan Zijing, dựa vào khả năng suy nghĩ nhanh nhạy của mình để thực hiện một bộ truyện của các doanh nghiệp trang sức. Chủ đề này rất mới mẻ. TOP 4, review trực tuyến, vẻ đẹp trang phục, được yêu thích nhất trong phim cổ trang năm 2024, A Thousand Fragrances, của Du Dinh Nhi. Đừng lo lắng về phong cách trang phục của Cúc Tịnh Di, cô ấy trong phim nào cũng đẹp. Sau khi Flower Order được phát sóng, Du Dinh Nhi cũng có một bộ phim cổ tích, Chien Xiang In, sẽ được phát sóng. Cô ấy sẽ đóng cặp với Song Wei Long, một sự kết hợp rất đẹp mắt. Du Dinh Nhi đóng vai Xiao Bang Chui, một đứa trẻ mồ côi đến từ Trinh Kiêu trong A Thousand Fragrances. Tình cờ, cô vào học viện Cha Phân để học. Trong khi có được tình bạn, anh cũng gặp chàng trai trẻ Lay Siêu Doen. Tạo hình của Cúc Tịnh Y trong A Thousand Inquences cũng mang phong cách mộng mơ. Phong cách này đặc biệt phổ biến gần đây. Trang phục của Cúc Tịnh Y vẫn rất đẹp, nhưng kỹ năng diễn xuất của cặp đôi này lại khiến cư dân mạng lo lắng. Sự hợp tác trước đây của họ, British Scholar, có xếp hạng đa bần chỉ 4,9. Tôi tự hỏi liệu lần này xếp hạng có bị đảo ngược hay không? TOP 3, đánh giá trực tuyến về vẻ đẹp trang phục, được yêu thích nhất của bộ phim truyền hình cổ trang năm 2024, Người Mai Mối Nhỏ của Fox Demon, Bamboo Industry của Liu Cixi. Sự thành công của One Thought of One Son năm ngoái đã làm dấy lên sự kỳ vọng của mọi người đối với Fox Fairy Matchmaker, Bamboo Industry với sự tham gia của Liu Cixi. Liu Thi Thi vào vai Đông Phương Hoài Châu trong The Bamboo Industry. Sau khi được hiệp sĩ đeo mặt nạ Vương Toàn Bá chủ giải cứu, cả hai bắt đầu mối quan hệ bạo dâm. Bạn không cần phải lo lắng về ngoại hình trang phục của Liu Cixi. Khác với Moon Red Chapter của Yang Mi với con cáo yêu màu đỏ xinh đẹp, Bamboo Industry Chapter của Liu Cixi chủ yếu mặc trang phục màu xanh lá cây, nhẹ nhàng và thanh lịch, đặc biệt là phù hợp với khí chất của Liu Thi như một nhà thơ xanh sao như hoa cúc. TOP 2, đánh giá trực tuyến về vẻ đẹp trang phục, được yêu thích của bộ phim truyền hình cổ trang năm 2024, Fox Fairy Matchmaker, Moon Red Chapter, của Yang Mi. Dương Mịch chiếm vị trí thứ 2. Fox Fairy Matchmaker, Moon Red, của Yang Mi cuối cùng đã được phát hành. Phim sẽ được phát sóng vào ngày 25 tháng 5. Đây là lần xuất hiện thứ 2 của Dương Mịch trong vai một hồ ly xinh đẹp sau Tam Sinh Tam Thế, Thập Dạm Đào Hoa. Tusan Home Home là vua của Tusan Fox Demon và là thủ lĩnh của Liên Minh Quỷ. Cô ấy có một mặt dịu dàng và tốt bụng nhưng cũng có một mặt độc đoán và lạnh lùng, duyên dáng và thông minh.
Tu San Hong Hong vô tình cứu được Đông Phương Duy Duy, từ đó bắt đầu mối quan hệ bạo dâm giữa hai người trong kiếp trước và hiện tại. Fox Fairy Matchmaker, Moon Red Chapter được chia thành nhiều chương như tình yêu giữa quỷ quốc và tình yêu giữa Tu San Hong Hong và Đông Phương Duy Duy Yang Mi và Gong Jun thủ vai sẽ xuyên suốt tuyến chính. Các diễn viên chính khác là nhân vật chính của các chương đơn vị. Và trang phục cổ xưa của Dương Mịch vẫn đẹp, không giống như Bạch Khiêm lười biếng trong Tam Sinh Tam Thế. Lần này Dương Mịch trong Hồ Ly Bà Mối có cảm giác lộng lẫy và quyến rũ hơn. Biên tập viên nóng lòng muốn theo kịp bộ phim TOV1, đánh giá trực tuyến về vẻ đẹp trang phục, được yêu thích nhất của phim truyền hình cổ trang năm 2024, Mỹ Nhân Quốc Dân, của Dương Tử. Quán quân chính là Quốc Sắc, của Dương Tử. Có rất nhiều phim truyền hình cổ trang lấy bối cảnh nhà Đường vào năm 2024. Ngoài Bức Màn Ngọc và Bức Màn Ngọc của Triệu Lộ Tư, Quân Sắc của Dương Tử cũng là một bộ phim truyền hình nữ anh hùng kinh doanh lấy bối cảnh nhà Đường, với sự tham gia của Dương Tử và Lý Hiện. Trong vở kịch, Dương Tử sẽ vào vai He Vai Yang, con gái của một thương gia. Sau khi rời nhà và kết hôn trong một cuộc hôn nhân chỉ trao đổi lợi ích, cô đã sử dụng kỹ năng trồng hoa mẫu đơn quý hiếm của mình để tham gia vào công việc kinh doanh. Thế giới, sự xuất hiện của Dương Tử trong Vẻ Đẹp Quốc Dân được đón nhận rất nồng nhiệt. Từ các chi tiết kiểu dáng có thể thấy thiết kế rất chu đáo, duyên dáng và quý phái, rất hợp với Dương Tử. Năm nay Dương Tử cảm thấy mình sẽ tiếp tục thống trị màn ảnh. Ngoài Trang Hoan Di, gần đây, còn có thông tin cho rằng mùa thứ hai của Sauvignon Blanc dự kiến ra mắt vào mùa hè tháng 7, cũng như Tuổi Trẻ Sắc Màu Quốc Gia này, tất cả đều rất thú vị. Tuy nhiên, ngoại hình của Trang Dinh Nghi trong Cherishing Flower và Tiên Si Wei trong Midnight Return không lọt vào top 10. Thực ra ngoại hình của họ cũng không tệ, cả hai đều là mỹ nhân trong trang phục cổ trang.